Tiếp nối đà phục hồi của năm 2023, bước vào đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng mạnh. Với kết quả này, nhiều kỷ lục mới sẽ được thiết lập, cho dù con đường phía trước còn không ít chông gai. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhộn nhịp. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản này, ngay từ đầu năm, lượng hàng xuất khẩu đi cũng tăng mạnh. Các loại mặt hàng chuối, thanh long, mít, sầu riêng. Nhưng năm nay thì cái sầu riêng ở tại cửa khẩu Lào Cai thì là cái lượng rất là nhiều. Nếu so với bên mình thì nó tăng khoảng các doanh nghiệp, thì lượng tăng khoảng 4-5.000 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Kim Thành những ngày đầu tiên năm 2024 tăng 7,9% so với ngày đầu tiên của năm 2023. Với sự hỗ trợ tối đa từ ngành chức năng, hàng hóa thông quan thuận lợi, doanh nghiệp kỳ vọng vào một năm hoạt động xuất nhập khẩu nhiều khởi sắc. Ngay từ đầu năm, chi cục cũng đã thực hiện những cái biện pháp rất là quyết liệt và đồng bộ theo cái chỉ thị 479 của Tổng cục Hải quan về tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chi cục đã triển khai đồng bộ về công tác, tập trung là công tác cải cách hiện đại hóa hải quan. Đấy, tập trung về cái việc đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, hướng tới là nâng cao cái hiệu lực thông quan hàng hóa nhanh chóng. Thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1 của cả nước đạt 65,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 34,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023. Để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành hải quan đã chú trọng đổi mới công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hồ sơ chứng từ qua nền tảng số, chú trọng triển khai các giải pháp giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa. Số hóa các cái chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì hiện nay là về cơ bản là các cái chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan đã được chuyển sang cái dạng dữ liệu điện tử và người khai hải quan sẽ nộp các cái chứng từ này thông qua dữ liệu điện tử. Tổng cục Hải quan cũng tổ chức các cái buổi đối thoại với doanh nghiệp tại các cấp, từ cấp chi cục đến cấp cục hải quan địa phương với các tổng cục để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể nắm bắt được các chính sách pháp luật của cơ quan hải quan. Bước sang năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều yếu tố tích cực hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu đã có sự phục hồi đáng kể. Ngành hải quan cho rằng, bên cạnh sự ủng hộ từ phía nhà nước, các doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt thông tin chính sách mới từ các thị trường thế giới để điều chỉnh, thích ứng, nâng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt giữ vững thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội để tăng tốc.